Thưa anh chị và các bạn, như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đi vào nội dung số 4 của cái chương trình kích hoạt tài lộc trong cái năm 2020 canh tí. Thì đó là cái nội dung mà kích hoạt tài lộc theo phương vị. Như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta lưu ý cái hướng nhà của chúng ta xem năm nay là có bị phạm hay là có vấn đề gì không, thì là vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ kích hoạt cái tài lộc theo phương vị. Như vậy thì để nắm được cái phương vị của cái việc mà kích hoạt tài lộc thì tại sao lại phải kích hoạt tài lộc theo phương vị như thế này? Cái phần ngoại khí ở căn nhà thì nó nằm ở phần phía bên ngoài, đúng không ạ? Thì nằm ở phần phía bên ngoài thì có thể là hướng nhà năm nay của anh chị tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái nội ở bên trong thì chưa chắc nó đã có cái việc vị trí tốt. Ví dụ là những cái phương tốt thì chúng ta lại đang đặt những cái xấu vào. Cái xấu ở đây tôi được hiểu ví dụ như là máy giặt, ví dụ như là máy bơm, ví dụ như là kho khố, ví dụ như là chậu rửa bát chẳng hạn. Những cái phương tốt chẳng hạn thì chúng ta lại đang là nhà vệ sinh rồi, chúng ta lại đang là những cái thứ nó không tốt, hoặc là đang là cái thùng rác chẳng hạn. Thì tất cả những cái việc đấy nó đều ảnh hưởng đến cái tài lộc và ảnh hưởng đến cái điều may mắn trong căn nhà của anh chị. Thì làm thế nào để cho cái tốt nó được kích hoạt lên, làm thế nào để cho cái xấu nó bị giảm trừ và bị hãm xuống, thì chúng ta hoàn toàn có thể mà sử dụng những cái phần đó để mà chúng ta có thể mà tăng cường thêm cái tài lộc và tăng cường thêm cái may mắn cho cái gia đình của anh chị cũng như là cho gia đình của chúng ta. Cái nội khí ở trong căn nhà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái gia đạo và ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà các anh chị có lưu giữ được cái tài lộc hay không, và ảnh hưởng trực tiếp đến cái nội hàm, cái thuận lợi trong công việc của anh chị. Ví dụ cái đầu việc, tức là những cái công việc của anh chị đến rất là nhiều, nhưng mà khi đến anh chị rồi thì nó lại không giải quyết được, hoặc là giải quyết nó gặp trục trặc đó, hay là công việc ở bên ngoài của chúng ta tốt rồi nhưng mà ở trong nhà thì vợ chồng lại không có được hòa hợp, hay là con cái có không có được hòa hợp, hoặc là ở bên nhà thì bên ngoài, hoặc là cơ hội chúng ta đang rất nhiều, đang có độ tuổi để chúng ta tạo ra tài sản, thì chúng ta lại về đến trong căn nhà của chúng ta thì chúng ta lại thường xuyên là bị ốm, bị đau, rồi thị phi, rồi tật bệnh. Thì tất cả cái điều đấy nó đều gây ra cái câu chuyện không tốt cho căn nhà của chúng ta, và không gây ra câu chuyện không tốt cho anh chị. Cho nên là chúng ta cần phải nắm biết xem là các phương vị trong căn nhà của chúng ta năm nay thì cắt hung thế nào. Nếu như mà chỗ nào tốt thì chúng ta làm cho sạch sẽ và làm cho động lên. Những chỗ nào mà xấu thì chúng ta làm cho sạch sẽ nhưng mà làm tĩnh lại. Ở đây cái khái niệm là ba khái niệm. Khái niệm thứ nhất là khái niệm sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, không rêu mốc ẩm mốc, là khái niệm đầu tiên và quan trọng, đó là điều kiện cần trong tất cả các phương pháp kích hoạt tài lộc. Cái khái niệm thứ hai đó là động, động tức là chúng ta làm náo động, làm động có thể làm cái quạt hoặc cái gì đó nó xoay xoay như cái đồng hồ chẳng hạn, hay cái điều hòa, đúng không ạ? Thì tất cả cái phần đấy đều gọi là động. Và những cái còn không tĩnh tức là không để cái vật tạo ra động. Kể cả những cái âm thanh phát ra thì cũng gọi là động. Những tĩnh tức là cái chỗ đấy là không động đậy và không có cái âm thanh nó phát ra, thì người ta gọi đấy là động, gọi là tĩnh. Như vậy nghi tĩnh không nghi động, tức là cái thực hiện việc ở chỗ đó tĩnh không làm cho động, và nghi động không nghi tĩnh tức là làm chỗ đó động lên và không nên để nó tĩnh, để mà chúng ta tận dụng cái cơ hội. Đấy là cái bản chất của cái phương pháp để mà kích hoạt tài lộc. Chúng ta lợi dụng cái yếu tố của các thiên khí, các cái khí tốt đáo vào trong cái căn nhà của chúng ta, bố trí sắp đặt các vật phẩm phong thủy phù hợp, bố trí sắp đặt các cái đồ đạc trong nhà để phù hợp, để tận dụng tối đa thiên khí để gia tăng thêm cái tài lộc và gia tăng thêm gia đạo trong gia đình. Đấy là cái nguyên tắc của cái kích hoạt tài lộc theo phương vị. Và cái nguyên tắc để mà kích hoạt tài lộc thì chúng ta đã có nguyên tắc và cái phương pháp để kích hoạt tài lộc rồi. Thì tiếp theo thì là cái phương vị, tức là cái cách thức để mà chúng ta kích hoạt tài lộc, thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định là định. Đầu tiên là chúng ta cần phải định cục. Sau khi định cục xong thì chúng ta định tâm. Định tâm rồi chúng ta định vị. Thì đấy là ba cái khái niệm quan trọng nhất trong cái việc mà xác định. Và đây cũng chính là cái nền tảng kiến thức căn bản nhất của bộ môn phong thủy mà chúng ta hoàn toàn chúng ta phải nắm được thì chúng ta mới có thể xử lý được. Trước hết chúng ta xác định khái niệm về tâm. Tâm là gì? Tâm là trọng tâm. Trọng tâm tức là điểm thăng bằng lực. Như vậy thì thông thường để xác định được cái phương vị trong nhà cắt hung tốt xấu ra sao thì là chúng ta cần phải xác định cái tâm của căn nhà. Tâm của căn nhà chính là trọng tâm. Cho nên thành ra là chúng ta được biết rằng là như vậy là trên một cái đồ hình chẳng hạn, như là hình vuông chẳng hạn, hay là hình chữ nhật chẳng hạn, hay là trên cái thì cái trọng tâm của nó chính là giao điểm hai đường chéo. Còn đối với cả những cái trường hợp mà là hình thang hay là những hình kỳ quặc hoặc những hình đồ hình nó phức tạp
thì cái việc mà xác định tâm của nó thì chúng ta bằng cái việc mà bù từ chỗ nọ sang chỗ kia, đúng không ạ? Rồi bù từ chỗ nọ sang chỗ kia để chúng ta xác định được cái tâm của nhà. Ngoài ra chúng ta có thể xác định tâm theo pháp vật lý bằng cách là chúng ta buộc hai cái đầu dây chúng ta căng thẳng xuống, buộc sang bên, buộc đục một cái lỗ, chúng ta cắt cái hình giống như cái hình căn hộ của chúng ta, buộc cái đầu dây vào căn hộ giơ lên thẳng xuống, thì cái vệt dây đấy kẻ lên một đường, đục một lỗ góc khác giơ lên thẳng xuống kẻ một đường, thì giao điểm của hai cái đường đấy thì cũng chính là trọng tâm. Tâm chính là trọng tâm. Chúng ta phải xác định được tâm thì chúng ta mới nói đến phương vị, còn nếu không xác định được tâm thì cái phương vị nhiều khi nó sẽ bị lệch, nhiều khi bị lệch. Sau khi xác định tâm xong là chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta nói đến vị. Chúng ta nói đến vị và phương, tức là căn cứ vào tâm để chúng ta xác định thêm cái phương hướng. Thì chúng ta có hướng nhà ở cái phần trước tôi hướng dẫn anh chị đo rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái thức lập cực, đúng không ạ? Hay là chúng ta đặt cái thức lập cực vào trong cái chỗ của cái bản vẽ của căn nhà của anh chị. Và khi đặt cái thức lập cực vào trong cái bản vẽ của căn nhà của anh chị thì chúng ta bắt đầu sẽ phân ra. Chúng ta sẽ phân ra xem là cái nhà của chúng ta nó sẽ có vào bốn phương tám hướng, thì những cái phương, những cái hướng nó phân chia như thế nào. Thì từ cái phương, cái hướng nó phân chia như nào thì chúng ta sẽ biết rằng à, cái chỗ này phòng khách đang nằm ở vị tây của nhà, à chỗ này là cái nhà vệ sinh nằm ở vị đông của nhà, à chỗ này là đang là cái khu vực bếp đang nằm ở vị tây bắc của nhà. Thì vị ở đây là vị của các đối tượng căn cứ vào cái tâm của nhà. Anh chị xem cái video mà tôi hướng dẫn anh chị cái phần sang định này. Sau khi mà xác định được tâm mới cực mới cả cục mới cả phương vị xong thì chúng ta bắt đầu là chúng ta xác định đến cục. Cục là gì? Cục tức là cái không gian. Cục là gì? Cục tức là cái không gian mà anh chị chính là cái không gian mà chúng ta xác định được ngăn bởi bốn cái bức tường. Ví dụ chúng ta sẽ nói là cái đại cục tức là cái không gian tổng thể của căn nhà, trung cục là không gian của cả căn nhà, còn tiểu cục đó là không gian của từng phòng. Thì khi kích hoạt tài lộc là chúng ta kích hoạt trong trung cục của căn nhà đối với tổng thể, và chúng ta kích hoạt tiểu cục của phòng khách. Đối với cả công ty hoặc đối với cả nhà hàng hoặc là cửa hàng thì chúng ta sử dụng chung cái trung cục để chúng ta kích hoạt. Thì chúng ta có tiểu cục của phòng khách, chúng ta có tiểu cục của phòng ngủ, chúng ta có tiểu cục của phòng bếp, và chúng ta có tiểu trung cục của toàn bộ cái căn nhà. Thì anh chị sẽ xem cái video mà tôi mô tả trực tiếp đây thì anh chị có thể biết được cái cách chúng ta xử lý cái cục như thế nào. Ví dụ như đây là một căn nhà chẳng hạn, thì đây là căn nhà chẳng hạn, và căn nhà này đang có hướng là tây nam, đúng không ạ? Thì căn nhà hướng tây nam chẳng hạn thì như một cái căn nhà vuông như thế này chẳng hạn, thì cái không gian của chúng ta, chuyển cái màu anh chị dễ nhìn, tức là không gian của chúng ta là từ đây cho đến đây, đúng không ạ? Đến không gian này chẳng hạn, đúng không ạ? Người ta gọi cái phần này, người ta gọi là trung, gọi là tiểu cục của cái phòng khách, đúng không ạ? Cái không gian ở khu vực chỗ này, cái không gian ở chỗ này, người ta gọi không gian này là tiểu cục của cái không gian của khu vực phòng bếp. Đây là một cái tiểu cục của phòng ngủ, đây cũng là một cái tiểu cục phòng ngủ. Như vậy là cái cục ở đây tức là người ta xác định một cái không gian được đóng gói bởi bốn cái bức tường thì người ta gọi đấy là cục, gọi đấy là cục. Thì khi mà chúng ta xác định được cục, sau đó chúng ta sẽ xác định cái phần tâm, đúng không ạ? Chúng ta xác định phần tâm nhà. Ví dụ như phần tâm của nhà này chẳng hạn thì chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng từ đây đến đây, đúng không ạ? Là đường chéo, một đường thẳng từ đây đến đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kẻ một đường chéo. Như vậy là giao điểm của cái điểm ở giữa này người ta gọi đây là tâm nhà, tâm của nhà. Thì cái nhà này là 230 độ thì chúng ta đặt cái thước của chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng nó vuông góc. Trên tay tôi đang cầm cái thước gọi là thước lập cực, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kẻ một cái đường vuông góc, rồi chúng ta sẽ để cái thước lập cực vào đúng vị trí của tâm nhà, rồi xoay đến vị trí là 230 độ, đúng không ạ? Thì khi xoay vị trí thêm 230 độ xong là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể xác định được xem là cái nhà này gồm có phương vị nào. Như vậy là cái nhà này có cái khu vực bếp nằm ở vị trí của phía tây, có cái phòng ngủ chính, phòng ngủ số 1 nằm ở phương vị số nam, có một cái phòng ngủ nằm ở phương vị phía đông, và có cái khu vực cầu thang nằm ở phương vị phía bắc, và có cái khu vực bàn thờ nằm ở phương vị phía đông bắc. Thì ví dụ chúng ta xác định như thế này thì người ta gọi là phương pháp về xác định được vị. Như vậy thì nguyên tắc để tìm được vị là chúng ta cần phải xác định tâm, sau đó chúng ta mới xác định cái tổng thể trong nhà. Chúng ta muốn kích hoạt tài lộc cho cái căn nhà như thế này chẳng hạn thì chúng ta cần phải xác định cái phòng khách. Thì để xác định cái phòng khách thì chúng ta sẽ kể cái tâm của cái phòng khách. Đây chúng ta nhìn đây ạ. Như vậy tâm phòng khách ở chỗ này, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý cái đường thẳng của chúng ta, tâm phòng khách ở đây chứ không phải có ở cái chỗ này là tâm của nhà, còn tâm phòng khách ở chỗ này. Thì khi kích hoạt tài lộc thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp là trung cục hoặc là tiểu cục phòng khách, là hoàn toàn đều đưa đến kết quả rất là chính xác. Thì như vậy thì ở đây chúng ta đang sử dụng tâm phòng khách. Như vậy thì ở cái phòng khách này, ví dụ như là sang năm 2020 canh tí chẳng hạn, là phương vị phía tây bắc của căn nhà rất là vượng, thì ở cái căn nhà này thì cái phương vị tây bắc
của căn nhà thì chính là vị trí của cái bàn ăn. Như vậy thì bằng cái việc mà kích hoạt làm sạch gọn và làm đốc ở cái khu vực cái bàn ăn này lên thì chúng ta sẽ tăng cường thêm cái tài lộc, và đặc biệt là trên cái bàn ăn này năm tới mà để thêm một cái cây hoa mà thường xuyên mở cửa sổ để cho cánh hoa nó đung đưa thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái tài lộc rất là tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là như cái nhà này chẳng hạn, ở cái phương vị phía tốn tức là Tây Bắc Đông Nam năm nay là khu vực nhà vệ sinh, phương vị này là rất sang năm là có cái sao lục bạch đáo vào, kèm theo đó là tiểu hao rồi ngũ quỷ rồi thêm cái sao tai sát, cho nên là phương này rất là hung, cho nên cái cửa nhà này chúng ta phải thường xuyên ra vào đóng lại chẳng hạn, ví dụ thế. Thì cái phương pháp để chúng ta xác định được cái cục vị hay là phương, chúng ta sử dụng một cái thước gọi là thước lập cực bằng mica. Cái thước này có thước lập cực thì chúng ta có thể đặt vào bên trong của cái nhà để chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được cái phương vị này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng một cái phương pháp, chúng ta sử dụng bằng một cái phương pháp khác nó cũng có thể đơn giản hơn. Cái phương pháp như thế này chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng smartphone bằng cách chúng ta chụp ảnh các màn hình lại, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta bật ứng dụng La Bàn Việt lên, chúng ta trên ứng dụng La Bàn Việt thì cũng có cái phần thước lập cực. Anh chị kích vào cái thước lập cực như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kích vào nhập dữ liệu và chọn từ thư viện ảnh. Thì trong thư viện ảnh thì chúng ta sẽ chọn cái phần mà cái căn nhà của chúng ta, thì chúng ta sẽ đưa cái la bàn bằng cách anh chị giữ, đúng không ạ? Thì nó sẽ di chuyển được. Anh chị chạm vào góc thì nó biến thành màu đỏ, chúng ta sẽ thu nhỏ cái la bàn này xuống, đúng không ạ? Sẽ đặt cái này vào trong nhà của chúng ta, đặt vào đúng tâm. Thì chúng ta để kích cái nút điều chỉnh, chúng ta sẽ xoay cái nhà này. Nếu tôi đang xét cái nhà này là Tây Nam 230 độ, đúng không ạ? Tôi để cái vạch cái đúng 230 độ. Còn nếu không thì chúng ta nhập hướng độ. Đây chúng ta gõ chữ là 230, chúng ta đồng ý cái thì cái nhà nó sẽ quay đúng với 230. Và chúng ta sẽ zoom nó ra. Và khi này là chúng ta sẽ nắm được phương vị. Thì chỉ kích vào cái la bàn kích tài lộc chẳng hạn, thì trong này nó cũng có cái la bàn kích tài lộc của năm 2020 Canh Tý. Thì đây hiện tại đang là la bàn của năm Kỷ Hợi, vì là đến ngày 1 tháng 12 thì ứng dụng này nó mới cập nhật. Thì chúng ta chuyển về nhập độ số, đưa vào đây là 230, đúng không ạ? Và chúng ta đồng ý và la bàn sẽ quay vào. Như vậy thì các cái vị trí khí của hướng nhà đến cái phương vị là đến cái vị trí nào và các phương vị cắt hung ra sao thì nó hoàn toàn nó sẽ cập nhật lên trên cái phương vị này, để chúng ta biết rằng là cái chỗ nào là chỗ cát, chỗ nào là chỗ hung. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái hướng nhà về chúng ta 230 độ, đúng không ạ? Đúng không ạ? 230 độ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chỗ nào là chỗ cát, chỗ nào là chỗ hung, chỗ nào là chỗ tốt, chỗ nào là chỗ xấu thì chúng ta sẽ có thể nhập cái độ số này vào để mà chúng ta có thể đưa về cái độ số nó phù hợp. Đây là 230. Đúng không ạ? Tây Nam, đúng không ạ? Năm ngoái là Vũ Hoàng đào hướng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và để đặt vào thì chúng ta sẽ biết xem là phương vị nào là phương vị cát, phương vị nào là phương vị hung, và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng các cái biện pháp vào đây để chúng ta xem là các cái vật phẩm phong thủy để mà kích cái tài lộc năm nay thì được đặt tại phương vị nào và tại sao lại sử dụng cái phương vị này, và cái của năm nay thì như thế nào, và các cái nguyên lý để kích hoạt của cái phương năm nay thì chúng ta xử lý như thế nào. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào trên một cái la bàn kích tài lộc trên ứng dụng này để chúng ta xem là cái phương vị nó thay đổi. Thì chúng ta có hai cái cách, một là chúng ta sử dụng cái thước lập cực rời bên ngoài như thế này, hai là chúng ta sử dụng một ứng dụng trên điện thoại di động, và ứng dụng này tên là La Bàn Việt. Anh chị vào cái phần App Store, anh chị có thể tải xuống cái ứng dụng này để anh chị có thể thực hành được kết quả đo này. Anh chị vào cái app, đúng không ạ, App Store, đúng không ạ, chúng ta gõ chữ La Bàn Việt ra, kể cả Android thì chúng ta vào cái ứng dụng là CH Play, đúng không ạ, còn nếu như mà vào trong iOS thì chúng ta sử dụng cái App Store thì chúng ta có chữ La Bàn Việt và ra là đây là nó sẽ ra ngay lập tức cái ứng dụng ngay lập nó hiện ngay đầu tiên cái ứng dụng này. Chúng ta chỉ cần kích vào đây một cái tải xuống là chúng ta hoàn toàn có thể mở ra để chúng ta có thể sử dụng ứng dụng bình thường. Thì tôi đã hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta xác định được cái phương vị cục tâm của cái căn nhà của anh chị như thế nào. Thì sau đó chúng ta bắt đầu sẽ đi đến cái phần là đánh giá cát hung của cái từng phương vị. Thì để đánh giá cát hung từng phương vị, chúng ta cần phải xem là cái vị trí phía bắc của nhà anh chị ở chỗ nào, vị trí phía nam ở chỗ nào, phía đông chỗ nào, phía tây chỗ nào. Ngoài cách mà chúng ta sử dụng thước lập cực và sử dụng ứng dụng La Bàn Việt để mà chúng ta xác định được chính xác cái phương vị của căn nhà của mình như thế nào ra, thì chúng ta sẽ ngoài ra chúng ta còn có một phương pháp rất là đơn giản nữa, đó là khi chúng ta mà đứng cái mặt chúng ta quay về phía mặt trời chẳng hạn, đúng không ạ, thì chúng ta giang hai tay ra thì mặt của anh chị đang nhìn phía mặt trời, đấy là vị trí phía đông. Cái sau lưng của anh chị thì chính là vị trí phía tây, bên tay phải của anh chị là nam và bên tay trái là bắc, thì chéo chỗ này chéo ở phương vị chỗ này thì chỗ này đang là vị trí phía đông bắc và chéo bên này là vị trí phía đông nam. Thì cái đấy cũng là một cái phương pháp, tuy nhiên là độ chính xác nó không cao. Chúng ta nên sử dụng thước lập cực hoặc là ứng dụng La Bàn Việt, anh chị có thể tải xuống để chúng ta xác định được chính xác cái phương vị của căn nhà của mình. Thì tổng quan của năm Canh Tý 2020
Năm Canh Tí 2020 nằm trong hạ nguyên của vận 8 là cái sao thất xích đã nhập trung cung, cho nên thành ra là các cái phương vị, các cái sao bay đến trong cái năm nay chúng ta sẽ có là những cái sao cát của năm, đó là sao Nhất Bạch, Cửu Tử, Bát Bạch và sao Sáu Lục, tức là sao gọi là Lục Bạch, đến các phương là Nhất Bạch thì đến Đông Bắc, Cửu Tử thì đến phương Tây, Bát Bạch là đến phương Tây Bắc và sao Sáu Lục đến phương Đông Nam. Đấy là những vị trí cát. Chúng ta sẽ đi vào từng phương vị một của hướng nhà để xem là cái phương vị đấy năm nay thế nào. Chúng ta sẽ đi qua phương đầu tiên, đó là vị trí những các kích hoạt phương vị của phương Nam. Phương Nam thì ngũ hành thuộc hỏa, năm 2020 sao Nhị Hắc đến bản cung. Khí của Nhị Hắc là khí của sao Cự Môn, ngũ hành thuộc thổ, là sát khí, chủ về cái thị phi điều tiếng liên quan đến mẹ hoặc là vợ trong gia đình. Mà năm nay thì cái thất xích cũng đáo đến cái trung cung, là cái sao mà cũng chủ thị phi trong việc, trong nội dung trong gia đình. Cho nên thành ra là nếu như mà cái phương vị này mà được kích hoạt hay là bị quấy động thì vô tình chúng ta đã tăng cường thêm cái thị phi trong gia đình của chúng ta. Cái sao Nhị Hắc này thì ngũ hành thuộc thổ, mà đáo đến phương Nam thì ngũ hành cũng thuộc hỏa, cho nên hỏa thổ tương sinh, cho nên sao xấu càng thêm xấu, cho nên chúng ta cần phải nghi tĩnh, không nghi động. Nghi tĩnh tức là không làm cho náo động, ví dụ như tu tạo sửa chữa để các vật phẩm hay là những đồ dùng mà có thể tạo ra được cái chuyển động. Nên phương này các cái nếu như là tủ lạnh, máy giặt hay là chậu rửa hoặc là quạt hoặc các về vật thể khác nó gây ra náo động thì đã vô tình kích hoạt động phương này, cho nên là chúng ta cần giữ gọn gàng, ngăn nóc, không để bụi bẩn, không để mặn nhện thì có thể tránh được cái tai họa của những hắc. Và phương vị này thì để mà hóa giải thì chúng ta có thể sử dụng cái hồ lô gỗ đào hóa sát, hoặc là chúng ta sử dụng cái hồ lô hòa hợp, ba cái hồ lô nhỏ treo vào với nhau, hồ lô hòa hợp để hóa sát phương này. Hồ lô gỗ đào thì được sản xuất từ cái cây gỗ đào hay có thể là từ cây xoan đào. Gỗ đào là cái gỗ mà nó có đặc trưng rất là lớn trong phong thủy, có cái tác dụng là hóa sát và kỵ tà, cho nên thành ra là nó có đặc biệt là cái hình tượng của hồ lô thì nó có tác dụng rất mạnh trong cái việc mà hóa giải cái sát khí của sao Nhị Hắc. Và ngoài ra thì hồ lô hòa hợp cũng có làm bằng gỗ đào và bên trong thì được nạp cốt thất bảo và các cái đá và đá ngũ sắc để mà tăng cường thêm cái lực khí cho phần hồ lô. Thế hồ lô mà gỗ đào thì chúng ta dùng để đặt, còn hồ lô hòa hợp thì chúng ta sử dụng để treo. Và những cái vật phẩm này thì đều nên là được khai quang điểm nhãn và đặt để vào đúng cái ngày giờ thì chúng ta có thể hóa giải được cái vận hạn cũng như là cái sát khí của cái phương Nam. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phương vị của phương Bắc. Phương Bắc năm nay thì ngũ hành thuộc thủy, mà năm 2020 thì cái sao Tam Bích đáo vào bản cung. Khí của sao Tam Bích thì ngũ hành thuộc mộc và là sao Lộc Tồn, là sao đã thất vận, gọi là sát tinh, và đến bản cung chủ về thị phi, dễ mà do câu chuyện kiện tụng mà gây ra ảnh hưởng đến tổn thất cái tài sản. Phương Bắc thì thuộc hành thủy tương sinh, cho nên là mà khí ở phương Bắc lại ôn hàn, cho nên thành ra là cái sát khí của Tam Bích nó lại càng tăng thêm mà nặng. Cho nên nó bên cạnh đó thì phương vị này lại là phương vị của Thái Tuế đáo vào, cho nên thành ra là nghi tĩnh không nghi động, tránh các cái vật dụng gây ra náo động, hoặc là tu tạo sửa chữa, hoặc là hay là chúng ta cải tạo, kể cả việc lắp thêm cái điều hòa hay là xử lý cái việc gì ở phương Bắc năm nay cũng là điều mà rất là hung họa, nó gây ra cái tai họa từ cái chuyện kiện tụng cho đến cái thị phi, cho đến là những cái câu chuyện mà ảnh hưởng đến cái tài lộc trong nhà. Dùng ngũ hành để hỏa, thuộc hỏa để mà giải cái thiết khí của cái giải thiết khí của để giảm cái thiết khí của Tam Bích cũng như là làm ấm thủy, và phương này giữ sạch sẽ gọn gàng để tránh tai họa. Chúng ta sử dụng cái hình tượng là kim long. Kim long hình tượng là con rồng mà quấn quanh cái thanh kiếm thất tinh, chủ là người quân tử, có tác dụng mà hóa giải cái khí của sao Tam Bích và đặc biệt là hóa giải thị phi rất là tốt, và lấy khí quý nhân tam hợp thân tí thìn để mà trợ giải Thái Tuế. Nên là phương này năm nay để cái hình tượng là cái kim long quấn quanh kiếm thất tinh để mà hóa giải cho phương Bắc này. Ta sẽ đi qua cái vị trí của vị trí phương Bắc, phương Đông và vị trí phương Tây của căn nhà. Tại vị trí của kích hoạt tài lộc thì chúng ta vẫn lưu ý rằng là chúng ta cần phải xác định được chính xác cái phương vị của trong nhà thì chúng ta mới có thể mà hóa giải và chúng ta có thể mà tăng cường thêm cái tài lộc được. Thì phương Đông năm nay thì ngũ hành thuộc mộc, và năm 2020 là cái năm mà cái sao ngũ hoàng đại sát, là cái đại sát tinh mà đào đến bản cung. Ngũ hoàng là đại sát tinh vì rằng là vận 8 nên ngũ hoàng là sao số 5, là cái sao gọi là sát tinh mà cũng là cái sát tinh hung họa nhất
trong tất cả những cái sao của cửu tinh. Cho nên thành ra là năm nay thì lại đào đến mộc cung thì tương khắc nên hung họa càng thêm hung họa. Phương này nếu gây ra náo động thì tai họa khôn lường. Cái phương này lại có tuế hình với cả thái tuế chủ cái việc thị phi. Đại sát tinh này nhẹ thì sẽ gây ra tật bệnh tai họa, nặng nhất thì mất người, và đặc biệt là phải cần phải lưu ý. Phương vị này cần sử dụng ngũ hành để chế hóa, ngũ hành trung hòa của ngũ hoàng cùng với cả bản cung thuộc mộc có thể sử dụng hỏa thổ kim để tạo ra cái vòng hóa sát. Ở cái phương vị này trong nhà của anh chị thì chúng ta nên sử dụng cái pháp khí là hồ lô đế tinh. Hồ lô đế tinh thì nó là một hồ lô được làm bằng gốm và dưới đó dán 5 cái đồng tiền ngũ đế, là 5 cái triều đại vượng trong triều đại phong kiến, để mà lấy khí đế vương hóa giải cái khí ngũ hoàng. Vì bản thân là hay sao ngũ hoàng là mẫu kỷ nhập trung cung là khí đế vương, cho nên cũng phải dùng khí đế vương để mà hóa giải. Và chúng ta có thể đặt cái tay này, một để cái hồ lô này vào phương vị phía đông ở trong nhà để chúng ta giảm đi cái khí của cái sao ngũ hoàng. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm cái pháp khí là bình an kiện khang. Bình an kiện khang thì cũng là một cái pháp khí mà có hình tượng là một cái bình và trên đó có cắm một cái cành sâm và ngũ hành thuộc kim, để mà và bên trong thì có nạp một chút cái thạch anh tím. Bởi vì là với cái bình như thế này thì nó có tác dụng để nó điều hòa ngũ hành, tăng cường sức khỏe và thâu khí, hóa giải cái khí của ngũ hoàng và làm tăng thêm cái sức khỏe cũng như là tăng thêm phần tác dụng hóa giải của cái bản cung khi mà ngũ hoàng đào đến. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái vị trí của phương Tây. Phương Tây thì ngũ hành thuộc kim, năm 2020 thì sao cửu tử quý nhân đào đến bản cung. Khí của cái bản cung này là đang là cửu tử, là sao đang đắc vận, cho nên thành ra là khi mà đắc vận thì nó sẽ phát phú quý đinh tài lưỡng vượng. Cho nên đặc biệt là nhân đinh và đào hoa tinh năm nay cũng là cũng đào đến, cho nên là cái vị trí này nếu muốn kích hoạt cái đào hoa hay là muốn kích hoạt cái nhân duyên và kích hoạt cái tài lộc của phương vị này thì chúng ta sẽ kích hoạt ở vị trí của phương, chúng ta sẽ kích hoạt ở vị trí của phương Tây. Và cung này là bản khí là kim, cho nên là gặp cửu tử là hỏa kim tương khắc, cho nên là cái tương khắc này là tương khắc sinh tài, cho nên này ra là phương tử ở phương này thì cần kích hoạt để mà tăng tài vượng. Và năm nay thì để kích hoạt cho cái phương vị này thì người ta sử dụng một cái pháp khí, tức là sử dụng ngũ phúc tụ tài. Ngũ phúc tụ tài được thiết kế là một cái bình mà ở giữa là nó có một viên ngọc màu hồng và cái đá thạch anh ngũ sắc nằm ở xung quanh và có bốn con cóc nằm ở bốn phía và trầu vào cái vị trí người ta gọi là tứ phương nhả ngọc và tứ phương chiêu tài, để mà nạp thêm cái phần khí thì thu được cái khí cửu tử này để mà kích hoạt cái tài lộc. Và đây là cái phương cần phải kích hoạt và gia tăng tài lộc để mà tăng cái phần cát khí ở trong nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến việc kích hoạt của vị trí phương Đông và vị trí của phương Tây Bắc, phương Đông Nam và vị trí phương Tây Bắc trong căn nhà của anh chị. Phương Đông Nam là hay chúng ta nói đến là cái vị trí phía Đông Nam ở trong nhà. Cái vị trí này tức là vị trí so với tâm, hoặc là nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp là định tâm trung cục, còn cũng là vị trí phía Đông Nam nếu như mà sử dụng cái trung cục của phòng khách, tiểu cục của phòng khách, tức là chúng ta xác định tâm của phòng khách xem là Đông Nam của cái phòng khách nó là cái gì, nó là nhà chúng ta đang đặt cái gì ở đó, thì chúng ta xem là cái phương vị đấy là cái gì thì chúng ta kích hoạt tại phương vị đó. Năm nay thì là cái sao lục bạch quan tinh đào đến bản cung, ngũ hành thuộc mộc và đã là cái sao thất vận, tuy nhiên nó vẫn là chính khí tương khắc mà sinh quan. Cho nên là nhà ở phương này cần tăng cường khí mộc của bản cung, tức là tự thân vận động để mà tăng thêm khí của lục bạch. Mặc dù có tiểu hao kiếp sát đến phương thì chúng ta sử dụng cái pháp khí phong thủy thì để mà hóa giải, để tránh cái tai họa. Chúng ta có thể sử dụng một cái quả cầu thạch anh hoặc là cầu florid đá màu xanh và sử dụng một cái bộ hồ lô ngọc bích để treo lên ở phương này để mà hóa giải. Cầu đá thạch anh xanh hay hoặc là đá florid là ngọc bảo có nguồn gốc sau quá trình mà phun trào và tích lũy của núi lửa, cho nên thành ra là màu xanh của ngọc thuộc mộc thì chính là cái màu của mộc khí của tự nhiên đất được tích tụ vào trong cái phần khí. Cho nên thành ra là cái câu này nó có tác dụng, nó tăng cường cái mộc khí của cái phương đó lên để mà hóa giải cho cái thị phi. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng, nếu không đặt được thì chúng ta có thể treo, thì chúng ta có thể treo ở vị trí Đông Nam này một cái dây hồ lô ngọc bích được kết bằng 3 cái hồ lô làm bằng đá ngọc bích. Đá ngọc bích tức là màu xanh, cho nên thành ra là màu xanh này được kết theo lối kết cát tường và có tác dụng bổ trợ mộc khí, kỵ tà hóa giải đi phi và hóa giải tật bệnh, và phù hợp với cả cái vị trí của phương Đông Nam của năm Canh Tý 2020 để tăng cường thêm tài lộc. Tại phương vị phía Tây Bắc
của năm Canh Tí 2020 thì ngũ hành thuộc kim, và năm nay thì cái sao Bát Bạch và đào đến cái bản cung. Bát Bạch là cái sao đương vận nằm trong hạ nguyên của vận 8, cho nên là khí rất vượng và ngũ hành thuộc thổ. Cho nên là đến bản cung thì thổ kim tương sinh, cho nên thành ra là cái phương này là phương đặc biệt rất là cát, đã được tinh sinh cung, nên thành ra là cần phải được kích hoạt bằng cách là chúng ta làm gọn gàng sạch sẽ và đặt vào đó một cái pháp khí mà nó có thể gây ra động hay là gây ra cái náo động. Thì cái làm như thế này thì nó sẽ tăng cường thêm cái tài khí và làm cho gia chủ và tăng cường thêm cái vận hạn, cái cát khí của bản cung. Tức là cái tài khí này chúng ta đặt cái pháp khí đó dùng để tích cộng, để chúng ta mà kích động cái phương đấy lên, tức là làm cho nó động lên. Ngoài ra, ngoài cái việc sử dụng cái hồ lô này ra thì chúng ta vẫn có thể đặt một cái đồng hồ hoặc là đồng hồ quả lắc hoặc cái gì đó nó động vào phương vị Tây Bắc. Thì cái năm 2020 Canh Tí thì là cái phương rất là độc. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một cái bộ pháp khí phong thủy được gọi là bộ Hoa Mai Chiêu Tài Xoay. Hoa Mai Chiêu Tài Xoay được thiết kế theo cái lối là chuyển động. Khi chúng ta được chuyển động, khi chúng ta đặt thì chúng ta nhớ là chúng ta di chuyển nó thuận theo chiều kim đồng hồ. Nó có tác dụng hóa sát và đặc biệt là tác dụng chiêu tài, vì sử dụng 5 đồng tiền hoa mai được xếp theo lối ngũ phúc chiêu tài. Tức là gồm có là 2 cái đồng hình và 3 cái đồng chữ. Và cái đồng tiền hoa mai là đồng tiền đặc trưng cho vấn đề về chiêu tài rất là mạnh, cho nên đánh ra là có cái phần hồ lô ở giữa để mà thâu hút tài lộc và hóa giải thị phi ở phương vị này. Cho nên đánh ra là ở cái phương vị này là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ này để chúng ta chiêu thêm cái cát khí và tăng cường thêm cái cát tường cho cái phương vị để mà hóa giải đi thì cái xung sát cho phương vị phía Đông Bắc và phương vị phía Tây Nam. Phương vị phía Đông Bắc của năm nay là phương vị vô cùng tốt. Ngũ hành thuộc thổ, năm 2020 có sao Nhất Bạch là tài tinh, gặp thổ cung hóa quan tinh đến bản cung là cái phương vị vô cùng tốt. Nhất Bạch là sao nằm ở tiến vận, chủ về tiền tài, chủ về công danh, chủ về tiền bạc, và lại là cái sao mà đáo đến bản cung, cho nên là chủ năm nay cả về vấn đề về quan lộc. Cho nên là cái phương vị này là phương vị đặc biệt rất là tốt. Dù là như thế nào thì chúng ta cũng nên là tận dụng cái phương vị này để chúng ta kích hoạt và tăng cường vận khí. Chúng ta có thể nên là sử dụng ở phương vị này là phương vị rất là cát, cho nên là mình sử dụng pháp khí thâu lộc thuộc kim để mà điều hòa ngũ hành, cũng như là để thâu thêm cái tài lộc. Cho nên nghe là ở phương vị này người ta sẽ đặt vào đây một cái cặp tỳ hưu đồng lam. Cặp tỳ hưu đồng lam có chất liệu là bằng đồng vàng, sau đó được phủ một lớp tĩnh điện bằng màu lam lên trên. Tại sao người ta lại phủ tĩnh điện màu lam lên trên? Bởi vì là những con tỳ hưu thì nên là có cái màu đen hoặc là màu xanh, màu lam, tức là màu ngũ hành thuộc thủy, vì thủy nó chủ về tài. Cho nên thành ra là khi những con tỳ hưu mà nó có cái màu như vậy thì nó sẽ thường đem lại cái may mắn và đem lại cát tường hơn rất là nhiều. Và đây cũng là pháp bảo đệ nhất trong cái việc mà trừ tà hóa sát trong lĩnh vực, và đặc biệt những ai mà làm trong những lĩnh vực kinh doanh thì nên là sử dụng cái pháp khí này để mà chúng ta có thể kết hợp thêm một quả cầu đá thạch anh trắng đặt ở đằng trước hoặc là cầu thạch anh hồng để tăng thêm lực khí của tỳ hưu. Phương vị phía Tây Nam năm nay, phương vị Tây Nam năm nay là cái sao tứ lục đáo vào. Cái sao tứ lục thì ngũ hành là thuộc mộc, và đáo đến bản cung Tây Nam là ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ là đáo vào. Khi mà đáo vào như vậy là xảy ra hiện tượng tương khắc, cho nên mà cái phương Nam lại là cái phương tuế sát, phương Tây Nam lại là cái phương tuế sát. Cho nên ra là tại vị trí của Tây Nam năm nay thì cái việc học hành thi cử trong gia đình thì nó sẽ gặp nhiều cái trục trặc. Cho nên là để mà thông thường thì để hóa giải cái phương này, người ta sẽ sử dụng một cái gọi là tháp văn xương đá đen đặt vào bên trong đó. Để mà tháp văn xương thì nó tượng là Nhất Bạch, mà màu đen thì ngũ hành nó thuộc thủy, mà khi đấy nó hợp thành cái cặp 1-4. Cặp 1-4 gọi là cặp văn xương. Cho nên ra là nó tác dụng như là cái việc mà chiêu quý thần văn xương đáo đến cái phương vị đó để mà hóa giải cái căn nhà của anh chị. Ngoài ra nếu như chúng ta không sử dụng tháp văn xương đá đen thì chúng ta có thể treo vào cái góc Tây Nam trong cái phòng học một cái bút văn xương, thì chúng ta treo cái bút văn xương vào phương vị Tây Nam trong cái phòng học con gái để chúng ta kích hoạt thêm cái vượng khí của phương vị phía Tây Nam và tăng cường thêm cái tài lộc cho phương vị này. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi đến cái vị trí đó là Trung Cung. Phương vị Trung Cung năm nay, ngũ hành thuộc thổ và sao Thất Xích đào đến bản cung. Cái sao Thất Xích là sao đã thoái vận, là thần chiến tranh, đào đến Trung Cung thuộc thổ là tương sinh, cho nên là chúng ta nghi tĩnh không nghi động. Mọi năm thì phương này chúng ta có thể náo động, thố đặt những đồ xoay xoay quay quay, vì năm ngoái thì là
năm ngoái là bắt mạch, năm ngoái nữa, năm trước nữa là cừu tử đáo vào. Cho nên phương đấy cần động lại là thì là phương tốt. Nhưng mà năm nay thì do là thất xích đáo vào, sẽ để tránh cho cái thị phi của trong gia đình, thì chúng ta nên đặt vào đây một cái vật phẩm nó có tính chất là tĩnh. Thì năm nay thì chúng ta sử dụng cái vật tĩnh để đặt vào đó, vì ra bản thân phòng khách đã, lúc nào nó cũng đã động rồi, cho nên thành ra là sử dụng cái phần tĩnh đặt vào thì nó sẽ cát hơn. Mặc dù là cái sao này đã thất vận, tuy nhiên là cái khí đế vương, tức là cái khí của nó vẫn rất là tốt, vì nếu như mà chúng ta biết tận dụng cái khí này thì quan vận sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Vì vậy cho nên năm nay là khuyến nghị anh chị sử dụng hồ lô ngũ phúc đặt vào phương vị này. Hồ lô ngũ phúc thì được thiết kế bằng cái hồ lô ngọc, và trong đó là sẽ có một cái cành hoa mai màu vàng tượng trưng cho ngũ hành thuộc thổ, tức là giống như là cái hồ lô là giống như là hoa khai phù khí phát tiết tinh hoa mà được đặt vào phương vị đó. Và hồ lô phù quý này thì có cái tác dụng mà xuất phú quý, tăng tài tiến lộc, và đặt vào phương vị này. Ngoài ra thì tụ bảo tài và ngũ phúc tụ tài năm ngoái chúng ta có sử dụng ở đó, thì chúng ta nếu như mà không có muốn sử dụng thêm vật phẩm mới thì chúng ta vẫn có thể để nguyên vật phẩm là tụ bảo tài hoặc là ngũ phúc tụ tài, vẫn hoàn toàn cát tường.